Hello mọi người nha, thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục là một video gói hàng của mọi người nữa nha. Và mở đầu ở đơn hàng của bạn Úc tên là Kiều Oanh. Và đầu tiên bạn mua bên shop mình một cuộn 500 tem cảm ơn này. Tiếp theo là bạn mua combo cushy 5 em ngẫu nhiên á. Bạn mua 3 combo là gồm có 15 em ha. 2 em, 4 em, 6 em, 8 em, 10 em, 12 em. Và đơn hàng của bạn thì bạn đặt ở trên TikTok shop nha mọi người. Và đây là phần mô bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn mua cũng khá là nhiều sản phẩm. Đầu tiên có một em, có một cái combo lỗi nha. Tiếp tục là một em thu ủ kỳ lân này. Một em mèo đen kèm hộp. Tiếp theo là một cái combo gồm có 5 em. Mình lấy cho bạn một trái tim, một macaron, một em bánh xoắn này, một donut và một ngựa bay nha. Đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã mua xong. Tiếp theo đơn hàng của bạn có tên là Thiên Kim. Và đó là phần mobile mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn kia mua một em bánh mì. Bạn mua rất là nhiều mini bên shop mình luôn. Một em hát cạo. Tiếp theo là hai em thỏ, một tím và một vàng, một trái tim, một bánh khối, một em vịt 13, một em đứng nắp cái tì. Đơn hàng đã xong. Cảm ơn bạn đã mua xong. Tí mình sẽ đóng một cái lớp ở trên. 13, 14 và 15 em nha. Đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã mua xong. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Thúy Quỳnh nha mọi người. Và đây là phần mobile mình tặng kèm với đơn hàng của bạn. Bạn Quỳnh mua bên shop mình một em ông già Noel là rất là bự nha. Một thu ú đáy cá này, một thu ú kỳ lân, một em tai thỏ, một trái tim, một bánh khối. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đừng mua shop mình nha. Tiếp theo đơn hàng của bạn có tên là Thảo Trần. Với là phần bao bì mình tặng kèm với đơn hàng của bạn. Bạn đã mua một em bánh chày nè, một em donut, một hamburger, một em xiên thỏ, và cuối cùng là một hộp sữa 20.000. Đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã mua shop mình nha. Tiếp theo đơn hàng của bạn có tên là Ngọc Thanh. Và đó là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn cũng mua rất là nhiều mini bên mình nha. Một em Leston Wood nè, thỏ tím nè, hát cạo nè, bên đây có tai. Tiếp tục là một trái tim, một em bền chân, hai em tai gấu, một em đầu mèo, một lê. À, bạn mua hai cái hát cạo, một tim, một cái lacuna, một bánh hoa nhị, một em chuối. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đã mua sắp mình nha. Tiếp theo đơn hàng của bạn có tên là Kim Ngân. Và ra phần mô bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Rồi đầu tiên bạn Ngân mua bên shop mình được một em cá ngựa này, một chiếc táo, một em bánh hot dog 20, một em bánh tròn, hai quả dâu 13, một bánh mặt hề, một tô ủ thọ, một soda kem, một em bánh tròn, một hamburger, một bánh chanh, một bánh taco, bánh kẹp ấy, một kim thủ 12. Đơn hàng của bạn đã xong. Các bạn đã mở sắm rồi nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Hoàng Thị Bảo Tú nha mọi người. Thì bạn có lấy hết 5 cây kem có khuyết điểm có lỗi bên shop của mình. Đây mình để là 20.000 một cây nha. Nó nói lỗi vậy thôi chứ lỗi rất là ít luôn nha mọi người. Hầu như là nó bị hở biên, với lại cái phần lớp sơn của nó đa phần nó không được đẹp so với những em kia ấy. Nên là mình để rẻ 20.000 một cây. Thì bạn ấy muốn lấy hết 5 cây của mình. Đó, rất là rẻ luôn nên mình không có kèm bao bì nữa nha mọi người. Đơn hàng của bạn đã xong. Các bạn cuối cùng là một đơn hàng cũng khá là to của một bạn. Bạn xin phép được giấu tên nha bạn. Tại vì bạn xỉn 50 em bên mình đó mọi người. Thì mình bắt hẳn nghe nha mọi người ơi. Rồi. 2 em, 4 em, 6 em, 8 em, 10 em, 12,
14, 16 rất là nhiều nha mọi người, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46. Những cái em này mọi người, giá mình bán là 16.000 nhưng mà mình bỏ sỉ là mình bỏ sỉ combo ngẫu nhiên mình cho đây là chạy ra mình chỉ bán em này có 7-8.000 thôi, bán nửa giá luôn đó mọi người, lỗ vốn luôn ha. Nhưng mà kiểu vì combo ấy nên là mình cũng sẽ để cho mọi người nha, tại vì là combo ngẫu nhiên nha mọi người ha. Ok, tiếp theo đơn hàng của bạn đặt hai sản phẩm nha mọi người. Rồi bạn có lấy một em mèo ung tim, em mình cũng hết hàng rồi ha. Em lê là mình sẽ không có về cái mẫu này nữa nha mọi người. Để mình bạn đã xong. 48, 50. Ok, và đơn hàng của bạn đã xong. Các bạn luôn bỏ sót mình nha.